Tiếp tục thông tin về vụ việc hàng trăm cảnh sát vây bắt đối tượng mang lựu đạn cố thủ tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Sau 14 giờ bị bao vây cho đến 23 giờ 30 phút tối ngày hôm qua, đối tượng Lê Ngọc Sơn đã bỏ vũ khí ra khỏi nhà và bị lực lượng chức năng khống chế. Vâng, từ hôm qua tới nay thì khá nhiều người băn khoăn không biết lý do nào khiến đối tượng này lại có hành vi manh động liều lĩnh chống trả đến như vậy. Bên cạnh đó, tại sao lực lượng cảnh sát huy động rất đông đảo, có cả lính bắn tỉa nhưng mà không tấn công mà lại kiên trì để vận động? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Theo cơ quan công an, thì đối tượng Lê Ngọc Sơn, sinh năm 1985, đăng ký thường trú tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An, là đối tượng hình sự mới ra tù thuộc dạng có số má. Vào ngày 24 tháng 9, thì Sơn đến gara để gặp chủ gara nói chuyện nhưng không thấy, nên đã bực tức dùng hai thanh kiếm để chém vỡ hai kính chắn gió ô tô Audi đang sửa chữa tại đây. Với hành vi này, thì Sơn bị công an thành phố Vinh ra lệnh giữ khẩn cấp về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Ngày 1 tháng 10, công an thành phố Vinh đã đến chỗ ở của Sơn ở tại số 128 đường Hồng Bàng để thi hành lệnh giữ người. Tuy nhiên, trong quá trình thi hành lệnh bắt thì Sơn cùng với bạn là Sinh cố tình chống đối. Mỗi người cầm trên tay một quả lựu đạn đe dọa, cản trở tổ công tác và cố thủ trong nhà. Khi đồng bọn đã ra đầu thú thì Sơn vẫn tiếp tục cố thủ, sử dụng 3 quả lựu đạn và bình khí ga để cản trở, đe dọa lực lượng thi hành công vụ. Sau 14 giờ cố thủ, Sơn đã bỏ vũ khí và ra khỏi nhà. Tại đây, công an thu giữ được 3 quả lựu đạn, trong đó có 2 quả giả và một số vật chứng liên quan. Trước thông tin Sơn có sử dụng ma túy, bị ngáo đá nên mới thách thức công an như vậy, thì cơ quan công an cho biết là cần phải có kết quả xét nghiệm thì mới khẳng định được. Còn về lý do vì sao đã huy động tới 200 chiến sĩ, có cả lính bắn tỉa và cảnh khuyển nhưng không tấn công để trấn áp đối tượng manh động này. Phía công an cho biết là vì Sơn chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng nào, hơn nữa cũng vẫn là con người nên cần thời gian để giãn tâm lý ra, suy nghĩ lại. Kết quả là sau 14 giờ cố thủ thì Sơn đã tự nguyện đầu hàng.